Thao ạ. Dạ vâng, em Mạnh ở Gia Lâm mà. Đợt đây chim có phát triển tốt không anh? Ờ, được, cảm ơn em. Dạ vâng. Năm trước em bắt của bác một con gáy, tình hình là cũng chơi cũng tốt phết rồi đấy. Ờ. Vâng, thì đang định hỏi bác làm thêm con nữa chơi cho nó có cặp. Ôi, đợt này chim hay lắm em ạ. Vâng, thế cái con số 3 hôm nọ bác đăng trên Facebook còn không? Còn. Bây giờ em thích còi hay thích pha đò, pha hay là đồng hay là thổ đặc hay là thấm? Ờ, con thổ pha mà con số 3 hôm nọ bác đăng ngày 25 trên Facebook. Ờ, còn đấy còn. Con này vẫn còn đi, vâng. Thì bây giờ là như này anh Thao nhá. Ờ. Em thì ở Gia Lâm thì bây giờ nếu gửi thì gửi về bến xe Gia Lâm có được không? Được, anh cho người mang thẳng ra bến xe Gia Lâm. Dạ vâng, thế nhưng mà tinh thần thì em cũng nói qua bác thì anh em cũng đã giao lưu biết rồi thì là cũng nói qua bác thông cảm của em một chút thì là vừa rồi là bác đăng con số 3 là 1 triệu đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà thôi đợt này kinh tế nó eo hẹp thì thôi là bác để cho em gọi vừa để kỷ niệm thì 700 thì là bác gọi là kỷ niệm cho em. 700 nhưng mà vấn đề ai là người trả xe ôm? Ờ, xe ôm thì là em trả cũng được có gì đâu. Tại vì đây cũng không phải là xin bớt gì nhá mà đúng gọi rồi. Là gọi là không, gọi anh, để anh hiểu ý em rồi, nghĩa là dạ, vâng. Anh em mình cứ hiểu tạm đó là 1 triệu nhưng mà đây là cái góc độ là nó thời điểm này nó là như thế, anh em mình là đã biết nhau rồi thì cái đấy anh ra lộc cho em đang chơi cho phấn khởi thế thôi. Vâng, tại vì bắt được một con năm trước chơi bây giờ vậy nuôi lên nó nổi chơi cũng tốt, tại vì là em thấy là chỗ bác là công nhận là uy tín mà quy mô đấy. Ờ, anh làm đứng đầu về miền Bắc luôn, anh làm quy mô lắm, anh không làm lề nhàm đâu. Quy mô mà quan trọng là mình uy tín. Mình uy tín, tại vì mua qua mạng cái bọn lèm nhèm kia mẹ nhiều lúc mua về không đúng bực mình ạ, mất tiền bực mình ấy. Đúng rồi. Thế là em mua đến thời điểm này là cũng phải được khoảng gần năm rồi đúng không? Dạ vâng. Nhưng bây giờ chim bắt đầu nổi rồi đúng không? Bắt đầu chơi tốt rồi. Ừ. Mà nhìn là mã biết đẹp đúng không? Vâng, thì là bác ghi cái địa chỉ đi, xong là có khi là sáng mai bác ship luôn cho em đi. Ờ, sáng mai ship cho, điện thoại đều trên hết, mai em cứ online điện thoại là được, anh giải quyết hết nhé. Nhưng mà online là em có biết online đâu mẹ, trước không, em cứ đọc địa chỉ em có ghi nghĩa luôn. Là điện thoại là em phải nghe được, ý anh là phải nghe được thôi. Vâng, thế bác ghi luôn địa chỉ đi, về bến xe Gia Lâm đi. Ờ, về bến xe Gia Lâm, ok. Rồi, anh ghi rồi, anh ghi rồi. Bến xe Lâm Mạnh. Số điện thoại này thì bác ghi có rồi đúng không? Có rồi. Thì là mấy giờ xe, tầm khoảng mấy giờ xe về bến? 10 đến 11 giờ. Tầm 10 đến 11 giờ đúng không ạ? Ờ. Thế thông tin là bác nắm xong hết ok rồi đúng không? Rồi, em cứ gửi cho anh 700, còn tiền cước em chịu nhá. Vâng, cước là em đưa thẳng thằng ô tô luôn. Ờ, cước là ai mà đưa cho em. Ừ, rồi, qua tất vâng, đấy. Vâng, mà anh... hỏi qua anh Tham tí, như con chim này lúc đấy mình cái là qua Facebook thì mình bác giới thiệu là giọng thổ pha rồi, nhưng mà cái tật lỗi ngoái ngửa hay ABC thì không? Không, anh phải đảm bảo tuyệt đối cái đấy. Vâng, tại vì như này mình chơi cũng phải là nghệ nhân, nhưng mà em muốn kiếm một con nào nó cũng phải trên trung bình, nó không tật lỗi. Sau này mình nuôi lên, ví dụ như con trước thì sau mình mất thời gian nuôi lên anh ạ, thì nó có triển vọng một tí. Đấy, chơi chim lại muốn đấy. Rồi, ok đi. Đấy. Anh em mình chốt như thế nhá, anh đảm bảo tuyệt đối. Nên là có vấn đề gì anh không phải nghĩ gì cả. Anh làm là làm căng luôn, là chuẩn luôn nhá. Anh đang có khách ý, bây giờ là anh em dạ mình vâng. Chốt lại như thế nhá. Thì ok là 10 đến 11 giờ, mai gửi bến xe Lâm. Rồi, ok. Rồi ok rồi. Anh, vậy nhá, chào anh. Vâng. Chào anh. Ồ, Tuấn à, bên mình nhà chim đây mà. Ờ. Ờ, báo chuyển 3 triệu, thì thế là ba ông bạn lấy cùng luôn đúng không? Ờ, ừ, thì tại vì tôi bảo bạn nó báo bên Bắc Giang nó nghỉ, thì nó bảo với tôi là lấy luôn bên bạn mà, để một thể cho nó. Thế là ông bạn là bây giờ nói lại một tí để làm phiếu cho nó chắc ăn này, để mai để chuyển này. Ờ, ok. Ông bạn à. Lấy một con... một con đồng rồi của mình là một con thổ, một con mái đúng không? Rồi một cặp một chấm một mái. Ờ, một cặp rồi. ok đấy. Thế địa chỉ là chỗ nào nhá? Bạn xem lại đi, 450 Nhậm, ở trong cái tờ thông báo lấy tiền đi. Ngô Thị Nhậm à? 45 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Rồi đấy, bảo cái thông báo từ Agribank anh... rồi đấy, cái ông bạn tôi ấy là tôi biết ông Cao rồi, không tôi biết ông ấy là ông bạn tôi là có cái thằng bóng đỏ, ông chuyển cho nó vào
Đà Nẵng có một con đúng không? Rồi, nó khoe ra. Ừ. Đấy thì nó mới khoe ra thì ông bạn tôi mới gọi điện thì bảo tôi đi Bắc Giang nhưng mà thằng kia nó khoe ra là nó lấy của ông hay lắm. Ừ. Thì là nó bảo thì tôi thì ông gọi điện hỏi xem nào xong rằng là rút cùng lấy Bắc Giang nữa anh em mình về mình đi lấy. À ý là cái ông cái bạn thôi. Cái bạn mà lấy được cái con hụt đấy là bạn ấy nói chuyện với các bạn rồi. Ờ nói chuyện với rồi mới gọi điện ra khoe mà. À, nghĩa là cái ra điện đúng rồi, cái trường hợp đấy là có một ông ở trong Bình Thuận ở Đà Nẵng gì đấy ông. Ở Đà Nẵng đúng rồi. Rồi. Thì nó ra nó khoe thế là thằng kia nó mới gọi điện nó hỏi tôi. Tôi bảo tôi không biết thì ông vào mạng không xem nào cái gì. Thì tôi vào mạng thì bắt đầu tôi lấy số điện thoại của ông tôi mới liên lạc với ông. À thế là ông bạn của ông là lại chơi với cái ông thằng mà nó mua chim nó bị khoe được khoe. Anh hiểu chưa? Rồi. Thế con của nó thì nó khoe là màu xanh cơ. Xong lại cánh kiên cánh tiếc gì nó thì khoe nhiều thứ lắm. Không chim nó ở trên cũng... bao bì này chim đẹp mà. Nó bảo cũng u đồng, gồm là tiếng đồng, tiếng tổ đồng. Đâm ra là thằng kia nó bảo thế thì nó lấy giống bạn kia là cũng tổ đồng. Rồi. Đấy, nó là như thế. Để cho chắc cú nhất thì xem là nội trong vòng ngày mai hoặc ngày kia nhá. Hai ngày là mình sẽ... Mai là mùng 1 thì bạn không lên chuyển. Đấy thì mình đang tắt ra. Như đấy, đấy thì thực sự là anh em mình cứ nói rõ đấy thì bạn cứ từ bảo đi, không có ruột, đúng không? Không, mình bạn cứ từ từ được, không sao cả. Tại vì tôi nói là tôi rất tin bạn là tôi đã kiệt tiền, không cần biết bạn là ai à. Đúng không? Có rất nhiều khách hàng mình như, thế, rồi. Như thế, mình không sao cả. Yên tâm với những khách hàng đấy. Thì mình rất yên tâm, tại vì đấy, tại sao tôi biết bạn là như thế, tại vì thằng ở trong kia nó khoe, thế là nó mới khoe, nó bảo thế thì không mua Bắc Giang nữa, anh em mình không lấy Bắc Giang nữa, mà lấy ở Ba Vì này hay hơn, nó xa, nhưng mà... Tôi thấy thằng kia nó khoe lấy hay lắm rồi thì hôm nọ cái bị một lần thì bọn tôi đi Hải Phòng thế là cũng gặp nhưng mà Hải Phòng không hay lắm. Thế thế là nó mới như thế. Tại vì anh em ở trong miền Nam hoặc là miền ấy là họ hay gọi. Thích cậu ông, đúng rồi. Tại vì nó bảo trong này cũng nhiều người mua lắm mà giới thiệu thì tôi mới biết thằng này thì nó ở Đà Nẵng nó mua rồi. Nó được giới thiệu chứ nó cũng không biết chắc chắn. Rồi. Đấy là duyên nó là như thế, bạn thì sao rồi không? Rồi. Đấy thì thôi. Hứa với bạn mình sẽ chuyển cho bạn 3 con đúng tiêu chí. Ok. Nói chung là sang tuần sau thì bạn cứ chuyển nào được, còn ngày mai là mùng 1 thì mình không muốn. Rồi. Mình muốn chuyển như thế để cho anh em mình nói chuyện cho nó chắc chắn và để bạn cũng xót ruột. Ok, mình hiểu ngay, mình hiểu không? Tại vì hôm nay mình cũng cố tình mình phải chuyển tiền cho bạn ngay, tại vì mai 1 mình không muốn chuyển. Ok, thế nhá, ok. Ok, cảm ơn. Em Khánh Duy mà, hôm trước lấy cái cu của anh mà. Ừ. Em bảo này, bây giờ nhá, anh em có con cu gáy nào nó thật là gù, thật hay. Để năng hiếu thì là có nghĩa là ví dụ như kiểu em nói nôm na có nghĩa là con chó chạy qua nó phải gù, anh hiểu chưa? Alo, anh nghe rồi. Đấy có nghĩa là cái con mà có nghĩa là nó không lạ bất kể ai nó gù, anh hiểu chưa? Thì là khoảng bao nhiêu tiền lấy cho thằng em? Lấy con đấy hiện giờ anh không có. Không có à? Con nó dạng là nó thuần nuôi chim bánh tẻ lên chim thuần tét mà nó cũng có con, nó cũng gọi là lúc được lúc không chứ làm gì có lúc nào con nào bảo được. Thế ví dụ có con nào là tự bảo được không? Một người bảo, anh ví dụ anh bảo. Bảo thì rất nhiều, cái loại đấy rất nhiều nhưng mà em có cái tiêu chuẩn nó kiểu như thế, nó không gần như là nó rất là khó. Nhưng là trước anh có một hai con thì cũng gần như kiểu dạng được như thế nhưng mà hàng nghìn con mới được con như thế. Thế có đôi non không? Đôi non có. Có à, để từ nay đến 20 nó về kéo sang nó bắt đôi hai đôi mà nhá. Bác là khách hàng cũ à? Thì hôm nọ lấy hai đôi vào Thanh Hóa đó. Nhặt cho từ nay đến 20 về tớ về tớ gọi điện này khoảng 20 hoặc 21 tới sang mà. Vâng, nhớ rồi, bác ở Thanh Hóa, bác vào tận nhà, bác bắt hai đôi rồi, ok. Thì hôm sang tối đó. Rồi, hai anh em sang tối, đúng rồi, đi xem. Chọn cho đôi chuẩn đôi khổng lồ ạ. Chuẩn đôi khổng lồ có, bác thời điểm đang có mà.
Thì cứ chọn cho hai đôi, tớ về chờ tớ gọi điện, tớ về sớm mà tớ qua đấy, tớ tạt luôn, tớ lấy luôn, đỡ ở qua trang. Nhất trí, nhất trí ạ, vâng. Vâng, vâng. Chào luôn anh ạ. Ừ. À anh ạ, con này về chơi được rồi anh. Để làm sao? Em ạ, nói chung là con này về chơi ok đó. Okay. Mới về mà nó chơi liền mà. Nhưng mà hỏi thật dạ. Nhá, bây giờ là bây dạ. giờ bạn thấy con đấy có đẹp không đã nào, có đỉnh không đã nào? Chung là con này đẹp, về coi như là về nó gái rồi, nó gái liền á. Thì về cơ bản nhá, cậu nhìn nhá, dòng đấy là chim bắc của thao chim mua gái đúng không? Mình đăng như nào với bạn là mặc dù bạn là tin tưởng, bạn chuyển tiền cho mình là từ cái con 2 triệu đến bây giờ là con 3 triệu. Mọi vấn đề là anh em mình vẫn cứ chuẩn đúng không? Dạ dạ. Đấy thì thực ra đây là thời gian đầu mà đã được như thế rồi nhá. Bạn mà chim thì bạn chơi chim bạn biết rồi. Quan trọng là phải vần nó, phải tập luyện nó đúng không? Còn cái những cái tố chất của nó về hình hài, về màu lông, màu chân đến mắt mỏ rồi dáng dấp nọ kia rồi là nó đã mặc định như thế rồi, không bao giờ thay đổi, cái giống nó đã được như thế rồi. Còn mình tập luyện tốt nữa thì quá tuyệt vời. Thế bây giờ nó chơi mức độ như nào? Nói chung là nó mới về nhưng mà nó gái rồi, nó mới gái. À rồi. Nói chung là nó ok hơn con trước về phải là tuần sau rồi nó mới gái. Thế đấy thì thường là mình ấy chim ra là cứ nó thấp thỏm là anh em là cứ tầm từ một tuần đến vài ngày, tùy có con thì nên ngay, có con thì phải mất một tuần tại vì chim mà nó di chuyển nó. Thì hôm qua như có một cái khách hàng ở Hà Nội cũng chuyển khoản cho mình 3 triệu thì họ bảo là hình như là cũng chơi gì với bạn đấy, thì là qua cái thông tin bạn nói là chơi con này được thì họ cũng có cái niềm tin, họ cũng mua.